Giao. Tôi là Lô Tam Mau. 0947 640 046. Tao cũng thấy. Thế ai bỏ được? Không biết. Không, bỏ ra. Giả thôi. Không. Anh đi về lấy con đi để em đưa công tiền rồi. Cái này em thấy trước mà. Tao thấy trước nha. Anh mãi lái xe anh đi thấy tiền. Tao thấy, tao bỏ được, bây giờ tao lấy được. Này. Nhưng mà cái gì nó 50-50. Không. Tao ở cổng nhà em. Cổng nhà mày, cái của nhà mày à? Chẳng của nhà em à. Mẹ em làm trời đấy. Mẹ em mới làm trời. Này, đây này, đây này. Đọc xuống. Đọc xuống. Ủa, mẹ mày chẳng biết chứ mẹ. Đó, mẹ đâu? Đấy. 18. Đấy, 18.800. Trời ơi. Này, không phải vớ vẩn nhá. Tao mày chia đôi mọi người một người. Chia đôi á? Lấy cái kéo này cắt. Không. Không, này. Giả đây. Giả cái gì? Tao nhặt được. Mày, này, mày nhìn thấy. Mày ra ngân hàng em. Em cũng chạm vào một cái trong anh mà giận của em nhé. Mày chạm vào mấy lần mày sờ đấy nhá. Bây giờ mày ra ngân hàng em, mày nhìn thấy tiền có phải là của mày không? Vào mà lấy. Thế bây giờ phải cầm được trong tay này. Nhưng mà tiền là cho ai? Em cầm rơi. Tiền rơi. Một đồng mẹ em làm rơi, một đồng mẹ em làm rơi. Chia đôi này mỗi người một cái. Đây cho mẹ tiền này. Số hưởng. Bây giờ. Đưa đôi. Không. À, bây giờ tao tính thế này nhá. Thế thôi, anh ở nhà đi, em đi xe của em. Không. Chẳng cho tao, anh đi xe nữa. Tao tính thế này, bây giờ bỏ tiền này ra đi, anh em mình ra nhà hàng làm bữa đi. Này, tiền này mình ra nhà hàng thì cần này, tao ở mày... nhà mua ở nhà ăn được ối rồi. Tao mày ăn tẹt này, còn thừa hẳn để đi chơi ấy nhá. Thế thì đưa một đồng này ra. Không, để đi ăn về đi chơi. Không, thì cứ đưa một đồng này ra. Đưa một đồng cái gì? Mua một đồng này em bảo anh ăn. Cái gì? Mày bảo tao ăn á? Không được, nhớ đâu mày ra đấy mày bao mày lại cho tao ăn mỗi đĩa đậu phụ đến nào. Thì có... Thôi không được. Bây giờ ra đấy. Thêm lạc nữa. Đấy. Thế thì hết bao nhiêu? 5.000 à? 5.000. Thế bây giờ thế này nhá. Bây giờ đi. Bây giờ đi ăn nổng này. Ngoài đấy nhá. Này mực này. Không. Đưa đây. Đưa 500 để em đi mua gà. Không. Sao rồi? Này đây là của tao. Của thế em. Thế không đi thì kiến. Không à. Ở nhà. Có đi không? Cái là của em mà. Thì có đi không? Tôi em một đồng nữa. Xong còn đồng đi cấu. Không. Thế mày có đi không? Bây giờ tiền là tiền tao nhặt được tất. Tao cho đi ăn để lại còn đưa một đồng. Ờ chị, đi ăn. Đi. Ừ, rồi. Nhưng mà tí nữa là thừa là chia đôi đấy. Ờ, thừa chia đôi. Rồi thấy ăn rồi còn hốc rồi còn muốn tiền nữa. Này, khôn như mày á. Bọn nó bắt hết, nhốt hết, giả cầy hết rồi. Nhá. Mày em lại chó à mà nhốt hết mấy cả câu. Giả cầy. Món gì ngon hôm nay, có món gì ngon đây này? Đây, xem cái này. Cái menu. Thịt rồng này. Làm gì có thịt rồng? Nào. Phải lăng. Đấy, mày tao nghĩ ngay mày lại chọn mấy cái món rẻ rẻ để mày bớt, để mày bớt tiền mà. Chọn món đáp nào? Đáp. Ừ. Vâng, để cứ để em chọn. Ấy, lẩu nướng mẻ đây, mày thích ăn mẻ không? Lẩu trâu gì? Ok. Lẩu. Đấy, ai đã à? Ui. Ôi. Anh mà ngồi lên thì thôi xong cái xe luôn. Con khói lớn đây. Lẩu trâu nhá. Thịt lợn mán. Lẩu trâu này.
thịt lợn mán này, trong cái lẩu thập cẩm luôn đi nhỉ, cả trâu cả thập cẩm. Rồi mày gọi thêm món gì nữa? À, em bia đậu. À, có mực ăn đậu. Mực sao chấm mực à? Mực có mực không anh? Hôm nay có mực không? Ngay hết mực à? Hết mực à? Thế đấy mày gọi đi. Thế có món gì chấm mực à? Không được gọi mấy cái món rẻ rẻ nhá. Còn món gọi món đắt à? Món số gì anh ấy? Đây, tất đây á? Tất đây á? Mày gọi tất chỗ này thế này thôi á? Gọi thêm. Hôm nay phải ăn toàn đồ ngon toàn đấy chứ. Mình đã để hết bao nhiêu tiền? Em có biết bao nhiêu đâu. Anh ơi. Ôi. Cho em đĩa cho lược cả con. À, cả gì nhỉ? Cả mù tạng nữa. À đấy, thế vào lấy mù tạng. Anh chết bà đi. Chủ, ăn luôn thế này thì mong mày ăn đi. Chủ, mày cũng này. Đấy, rượu nữa. Mày uống nước gì? Nước coca. Tao bảo tao gọi mấy món này. Lấy cả mù tạng nghe nhé. Ăn cái này không gọi trâu để rồi cắt thể loại trâu đấy. Thú rừng ra. Ăn đi, hôm nay anh em mình ăn hết triệu thì tao còn 100 triệu 1. Ăn tiền. Ăn tiền luôn đấy. Ăn 1 triệu này là 100.000. Hả? Lấy cái mù tạng nghe. Cái đâu rồi? À, đấy. Chén dần đi đã. Hết rồi. Không đủ ạ. Mãi. Hôm nay anh em mình quyết định gọi là xóa. Chả mấy khi nhặt được tiền. Đấy. Nhặt được hơi nổ thôi. À, mình mà có nợ ai hay là vay của ai ngày trước thì tôi Tết nhặt được tiền giả nhá. À, hôm nay được nhặt được 1 triệu lắm. Nhớ đâu Tết bọn nó nhiều tiền. Được 1 tuổi nhiều bọn nó cho tiền nhiều lắm. Ờ, tao nhặt được 10 triệu thì sao? Thật chắc em nhặt được 20.000. 20.000 bỏ được 100.000 làm như chó làm. Bao đấy nhận được 100.000 nhìn thấy tiền rồi đấy, để kể cái câu chuyện đấy nhá. Anh em mình đang đi xe, hắn nhìn thấy tờ 100.000 đang lấp ló đằng góc rồi. À, có một ông đi qua, hắn nhìn thấy nhưng mà hắn chưa nhặt đâu, đi qua phát lao vào vụ chẳng thế à, thì nhớ đâu mình nhặt người ta lại bảo là người ta làm giấy tiền thì sao. Đâu thì hôm nay tôi thấy 1 triệu nó vô nhanh thế. Hả? 1 triệu rồi nó sẽ vô được anh quá. Bây giờ có anh được, có ai được. Mà anh vẫn nhanh hơn em đấy, vô được trước đây. Ôi giời, này tiền này. Nó đi biển thì cũng ruột, không vô nhanh gì mày. Mất nhá. Rồi. Ừ. Ôi, uống đi. Uống đi mà chết. Nào, 100%. 100% chơi không? Chơi luôn. Nào. Thank you.
để chiếc đại ở nhà đây à? Cất cất cất. Để bước đến đây bây giờ. Em thanh toán cho anh. Mau đại ca, tí nữa thanh toán ạ. Anh thấy mau đại ca về rồi. Về gì ạ? Về rồi, mau đại ca bảo em ở lại thanh toán mà. Nhưng mà không có tiền. Không có tiền thì để xe ra đây. Xe này là xe của cháu mà, nhưng mà mau đại ca ăn chứ chẳng có ăn đâu. Cả hai người đều ăn mau đại ca mà. Nhưng mà cháu ăn đi, cái bụng cháu cái chi chi này mau đại ca cũng to rồi. À, thế thì định ăn quýt à? Thế thì đi vào đây. Ôi không à. Không, chẳng có chỗ ăn đâu. Xếp hết bát vào đây. Nó trừ cho 50.000. Nhanh lên. Ôi chẳng có 100.000. 100.000 thì cứ đưa đây đã. Đấy, thông chí nó trừ 50.000. Vẫn tiền vẫn phải lấy hả? Ừ, vẫn phải đã đủ đâu. Thì ký sổ. Ký sổ không? Không, tí nữa ta giữ cả xe. Rửa, xếp bát vào, ra rửa đi. Tuần nào bát bị rửa chỗ. Dọn hết vào xong ra bên kia rửa. Máu đại ca bảo em ở lại thanh toán mà. Bảo là máu đệ cầm tiền. Có tiền đâu. Xích xe có lại. Tiền đâu. Đấy lại còn lấy cả một canh mì tôm như thế nào này. Thì ăn mì tôm thì chẳng lấy lại một canh. Tới chiều là còn bị ăn xoài. Lại đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm à? Không. Nhanh lên dọn nhanh để ra rửa đi. Rồi cháu khắc rửa. Chú cứ đi làm đi. Ra trông xe, nó xích xe mới lại. Tan mắm tôm này rửa thì bối cứ rồi. Hai lần bắt mình ở ngoài nhà hàng rửa bát gì đấy. Nó gọi là thịt bỏ gà trọ. Đây con nhìn đấy, rửa canh mẹ nữa. Đây bảo mau đi về đi. Không xe. Bảo thằng mau đại ca ra đây chuộc nhanh lên.